Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ rời Bethsaida để đi tới các làng xã vùng Cesare Philippe. Dọc đường, người hỏi các môn đệ: người ta nói thầy là ai? Các ông đáp: họ bảo thầy là ông Gioan Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Elia, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó. Người lại hỏi các ông: còn anh em bảo thầy là ai? Ông Phêrô trả lời: thầy là Đấng Kitô. Đức Giêsu liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về người. Rồi người bắt đầu dạy cho các ông biết: con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và sau ba ngày sẽ sống lại. Người nói rõ điều đó không úp mở. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Nhưng khi Đức Giêsu quay lại nhìn thấy các môn đệ, người trách ông Phêrô: Satan, lui lại đằng sau thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu gọi đám đông cùng các môn đệ lại, người nói với họ rằng: ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì tin mừng thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, vị giáo hoàng đầu tiên của giáo hội Công giáo có cái tên cúng cơm là Simon. Rồi khi đi theo Chúa Giêsu thì được Chúa đặt cho cái tên khác là Phêrô. Nhưng nếu có thể đặt cho ngài một cái tên khác nữa thì tôi muốn gọi ngài là con người của những trọng trách. Tôi muốn gọi như vậy là bởi vì tôi thấy trong cuộc đời của thánh Phêrô nó có quá nhiều trọng trách. Ngài vừa mới đại diện tất cả anh em tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô. Và nếu anh chị em đọc cái bản văn tin mừng theo thánh Matthew chứ không phải theo Marco, thì sau lời tuyên xưng ấy, Đức Giêsu đã khen Phêrô dữ lắm: anh có phúc, vì không phải bởi xác thịt hay máu huyết mà là Cha thầy mặc khải cho anh biết cái chân lý cao trọng đó. Ấy thế mà chỉ ngay sau đó thôi thì Chúa Giêsu lại mắng Phêrô là Satan, hãy lui ra đằng sau ta. Tôi đố anh chị em tìm khắp bốn cuốn sách tin mừng xem là Chúa mắng ai là Satan. Chúa không mắng người phụ nữ ngoại tình là Satan. Chúa cũng không mắng cả mấy em thân chân giả hình là Satan. Mà Chúa lại mắng chính cái ông giáo hoàng đầu tiên của mình là Satan. Cho nên giữa lời khen ngợi và lời trách mắng cả một khoảng cách rất lớn. Và khoảng cách ấy không phải chỉ xảy ra một lần, nhưng anh chị em sẽ thấy nhiều lần lắm. Sẽ đến một lúc nào đó mà Phêrô mạnh bạo tuyên bố rằng: thầy cứ yên chí đi, cho dù mọi người bỏ thầy con cũng không bỏ, thằng nào mà muốn đỡ thì thầy bước qua xa con, chứ rất là ngon lành. Nhưng mà cũng chỉ sau đó ít lâu thôi thì chính Phêrô ấy chẳng phải ai cần bước qua các ông, chỉ là một đứa con gái 15-16 tuổi, nó hỏi chơi có vài câu thôi thì nó hỏi đến đâu thì chối đến đấy. Một khoảng cách rất lớn giữa một lời tuyên xưng mạnh bạo và một cuộc sống xem ra có vẻ thật ngủ nhát. Cho nên tôi muốn gọi ngài là con người của khoảng cách. Khoảng cách giữa thánh thiện và tội lỗi. Khoảng cách giữa hùng mạnh và
chịu được. Và cũng chính vì thế, không phải để mình buồn phiền, nhưng trái lại, tôi cảm thấy Thánh Phêrô bổn mạng của mình thật là gần gũi với mình, thật là con người, để giúp cho mình khám phá ra cái khoảng cách nơi ý bản thân mình. Và sáng hôm nay tôi muốn xin anh chị em suy nghĩ về cái khoảng cách đó. Cái lời mà Chúa Giêsu nói với các luật sĩ Do Thái, những luật sĩ ngồi trên tòa Môi-se, họ giảng dạy cái gì thì anh chị em cứ nghe, nhưng mà đừng có bắt chước hành vi của họ. Tôi xin hỏi anh chị em, tất cả chúng ta đây, những người làm cha làm mẹ, có người là thầy cô giáo, có người có cái trách nhiệm lớn ở trong xã hội, hoặc là ít ra mình cũng là người lớn đối với các em nhỏ, thế ai trong anh chị em dám tự hào rằng tất cả những gì mà tôi nói đó là tôi đã làm hoàn toàn? Nếu ai hoàn toàn như vậy thì tôi đề nghị là gửi cho tôi cái thư để tôi gửi trong tòa thánh xin phong thánh. Và tất cả chúng ta đều cảm nhận có một khoảng cách trong cuộc sống của mình giữa cái mình biết và cái mình là. Và khoảng cách ấy nó từ đâu tới? Có lẽ trước hết là nó từ sự yếu đuối của bản thân chúng ta. Không phải là mình cố tình dạy, thì thực sự là mình cố gắng chứ. Nhưng bởi vì con người của mình yếu đuối, thế cho nên nó vẫn cứ có một khoảng cách giữa cái mình biết và cái mình làm. Kinh nghiệm của Thánh Phaolô cũng là kinh nghiệm của chúng ta. Có những cái tôi biết mà tôi không làm, và những cái tôi không muốn thì tôi lại làm. Và có một linh mục đã viết bài hát trong đó có cái lời nguyện rằng: Chúa không lầm khi Ngài dựng nên con, vì lời Ngài con không giữ sợ, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa rằng con thân phận những người và được cưu mang trong cộng đồng. Thực sự là như vậy, tất cả chúng ta kinh nghiệm là mình biết những, và vì thế nó mới tạo nên một khoảng cách giữa cái biết và cái làm. Nhưng ngoài lý do đó ra, anh chị em có nghĩ đến một lý do nào khác không? Tôi nghĩ đến một lý do thứ hai, nó sâu hơn. Đó là nó có khoảng cách như vậy bởi vì mình đã quan niệm sai, mặc dầu mình nói đúng. Và từ quan niệm sai ấy nó dẫn đến hành động sai. Anh chị em phân tích Thánh Phêrô qua, Ngài tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô đúng quan, đúng 100%, và nó trở thành lời tuyên xưng nền tảng trong suốt lịch sử giáo hội. Thế nhưng mà khi miệng ông nói đúng thì lòng ông nghĩ sao? Bởi vì ông nghĩ rằng Đấng Kitô là Đấng Kế để thực hiện một cuộc giải phóng cho dân tộc Do Thái về mặt kinh tế và chính trị. Và từ cái nghĩ sai đấy nó dẫn đến hành động sai, là ông ấy không thể nào chấp nhận được chuyện thầy mình mà lại phải đến Jerusalem chịu chết. Nhưng mà thầy mình phải làm tổng thống chứ, phải làm chủ tịch nước, và lúc đó thì có thể mình có chân thủ tướng hay là bộ trưởng bộ du lịch. Anh ấy nói đúng, nhưng mà lòng ấy nghĩ sai, và từ cái nghĩ sai nó dẫn đến hành động sai. Ngày hôm nay người ta vẫn lầm lẫn như thế, và cả chúng ta. Tôi mới đọc một cái bài viết nhỏ của một ông cựu sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa mà bây giờ đang ở bên nước ngoài. Ông lên án giám mộ Công Giáo ở Việt Nam không có biết nào mà kể hết. Mà trong cái bài viết đấy thì ông ta trình bày về Đức Giêsu, Đấng Kitô là ai. Ông ta bảo Đức Giêsu là một tên lừa bịp, lừa cả một lịch sử. Đức Giêsu ấy thay vì cộng tác với những người Do Thái đồng bào của mình để đánh đuổi quân Roma ra khỏi bờ cõi đất nước,
thì đã tìm cách trả thù dân tộc của mình bởi vì họ không đi theo Ngài. Và vì thế mà cộng tác với đế quốc để tàn phá cả một dân tộc trong suốt một lịch sử 20 thế kỷ. Thì tôi nghĩ trong bụng, một người đã quan niệm về Chúa Giêsu như vậy thì có cách nào mà thiện cảm được với giáo hội không đây? Và nên miệng thì nói đúng đấy, Đấng Kitô. Thế nhưng mà trí khôn và tấm lòng thì nghĩ sao mà nó dẫn đến hành động sao? Và anh chị em đừng tưởng rằng chỉ có người ta, có mình ở trong đây. Tôi đọc cái cuốn của nhà thần học Thân Cung, tựa đề là Chúa Giêsu có hiện hữu, thì tôi thấy rất rõ vấn đề đặt câu hỏi Thiên Chúa có hiện hữu không bao giờ cũng dính liền với một câu hỏi thứ hai: Thiên Chúa là ai? Thì tôi khi đi tìm lại lịch sử tư tưởng, người ta thấy rằng có nhiều người gọi là vô thần phủ nhận sự hiện hữu của Thiên Chúa, mà thực ra họ chỉ phủ nhận những Thiên Chúa méo mó, những Thiên Chúa sai lệch, chứ không phải Thiên Chúa thích thực mà Đức Giêsu Kitô bày tỏ ra cho mình. Cho nên đặt câu hỏi về Thiên Chúa hiện hữu nó gắn liền với câu hỏi thứ hai: Thiên Chúa là ai? Và trả lời không đúng thì sẽ dẫn đến hành động sai. Thế trong cuộc sống của hội thánh chúng ta cũng vậy thôi. Tôi thử đưa ra một vài sự kiện anh chị em suy nghĩ con. Người ta kể rằng có một phái đoàn viện trợ quốc tế đến thăm Việt Nam, cách riêng là thăm các giáo phận Công giáo. Bây giờ phái đoàn đó được dẫn đi thăm một công trình xây dựng của Công giáo với mục đích là để xin giúp đỡ. Mà cái công trình đó anh chị em biết ước lượng tới mấy trăm tỷ. Và khi đó thì phái đoàn ấy người ta quan sát ở những vùng nông thôn có những ngôi nhà thờ ọp ẹp đến nỗi chỉ mong được vài ba chục triệu là có thể xây dựng cho giáo dân đi lễ. Ta thấy kỳ đi, kỳ quá. Bây giờ chúng ta đặt cái câu hỏi ở trong một khung cảnh còn nghèo nàn như thế này mà mình mong muốn xây dựng một nhà thờ với lại một công trình cả vài trăm tỷ đồng, thì cái ý thức đó nó phát xuất từ đâu? Dĩ nhiên là chúng ta tôn kính Chúa rồi, nhưng mà Chúa nào? Chắc là nằm ẩn ở trong công trình ấy là hình ảnh của một Thiên Chúa quyền lực, một Thiên Chúa muốn bày tỏ tinh quang bằng cái nguy nga của con người, chứ không phải là một Thiên Chúa chịu đóng kịch trên thập giá. Và trong cuộc sống hàng ngày của anh chị em tín hữu cũng thế thôi. Giả như bây giờ mà chúng ta quyên góp một ngôi nhà thờ lớn ở thành phố đẹp rồi, nhưng mà muốn phá cái cung thánh đi để xây cái mới cho nó mua đây, thì có thể có những anh chị em sẵn sàng có 50 cây. Nhưng mà giả sử bây giờ muốn thiết lập một cái quỹ xã hội thì đã chắc gì có được vài trăm ngàn. Và trong một cái sự khác biệt như thế nó phát xuất từ đâu? Nếu không phải là nó phát xuất từ một quan niệm rằng Thiên Chúa chỉ được tôn vinh bằng những cái gì ở trong nhà thờ, chứ Thiên Chúa không được tôn vinh trong sự phục vụ con người. Nhiều lắm anh chị em, tôi có thể lấy những cái sự kiện đó để qua sự kiện ấy mình đọc được điều này là mình tin dưng niềm tin vào Thiên Chúa. Nếu có cái hình ảnh Thiên Chúa mà mình nuôi dưỡng là Thiên Chúa như thế nào? Cho nên cũng như thế thôi, nhiều khi chúng ta nói đúng nhưng mà lòng mình nghĩ sai, và cái nghĩ sai nó dẫn đến hành động sai. Thưa chị em, cũng như tôi thôi, chúng ta kinh nghiệm cho bản thân mình bị khoảng cách giữa thánh thiện và tội lỗi, giữa hùng mạnh và yếu đuối. Nếu cái khoảng cách đó được làm nên vì sự yếu đuối tự nhiên của con người, thì mình cần cầu nguyện thôi. Cầu nguyện để với ơn Chúa nâng đỡ, mình có thể rút ngắn cái khoảng cách giữa thánh thiện và tội lỗi.
Tôi quan niệm cầu nguyện có hai chuyện. Cầu nguyện không chỉ là để kéo ơn Chúa xuống với mình, nhưng mà cầu nguyện về mặt tâm lý tự nhiên còn là tạo một chiến lược. Khi tôi tha thiết cầu nguyện một điều gì, có nghĩa là tôi gắn bó trái tim mình, cuộc đời mình với điều tôi cầu xin. Và như thế là tạo nên một ý lực để cùng với ông Chúa nâng đỡ mình thực hiện cái điều mình cầu nguyện. Cầu nguyện như thế là một cách không những siêu nhiên mà cả tự nhiên để làm ngắn đi khoảng cách giữa thánh thiện và cầu nguyện. Và nếu cái khoảng cách ấy còn được tạo nên bởi vì mình nói đúng nhưng mà quan niệm sai, thì không có cách nào khác hơn là chúng ta chấp nhận để cho Chúa Giêsu Kitô tồn tại. Chúa Giêsu nói với Phêrô, Satan hãy lui đi. Dịch như vậy không sao. Dịch cho sát thì phải nói là Satan hãy lui ra đằng sau thầy, đằng sau cho anh chị em. Người buôn đệ là như vậy. Người buôn đệ không phải là người đi trước thầy mình, mà người buôn đệ là người đi sau thầy mình và đặt bàn chân của mình lên bàn chân của thầy đang đi trước. Và vì thế mình phải chấp nhận để cho Đức Giêsu uốn nắm mình thôi, chấp nhận để tiếp cận với Đức Giêsu mà khám phá ra khuôn mặt Thiên Chúa thực sự là ai, chấp nhận để tiếp cận Đức Giêsu mà khám phá ra con đường Đức Giêsu muốn mình đi như thế nào và tìm cách để trở về trong cuộc đời. Mỗi Chủ nhật chúng ta họp nhau ở đây dân thánh lễ vừa là lúc mình chiêm ngắm Chúa Giêsu để học được khuôn mặt của Thiên Chúa và con đường của Đấng Cứu Độ, và đồng thời là lúc chúng ta lắng nghe sức mạnh của Thiên Chúa để bước đi trên con đường ấy. Thiên Chúa cho chúng ta giúp thực hành thánh lễ một cách tốt đẹp.